Kính thưa quý vị nào có ý định trong tương lai sẽ mua một cái ghế massage, hoặc là đang trong thời kỳ mua một ghế massage, hoặc là quý vị đã mua một ghế massage rồi cũng không sao. Quý vị nên xem cái video này để mà quý vị biết được những cái điều lưu ý khi mua một ghế massage nhé. Và thưa quý vị, thời gian vừa qua quý vị vẫn thấy rằng trên mạng nhan nhản quảng cáo là ghế massage được FDA approved, tức là cơ quan thẩm định y khoa y tế của Hoa Kỳ chấp thuận đó thưa quý vị, có hay không? Rồi là được military approved, tức là quân đội Hoa Kỳ chuẩn thuận, có hay không? Rồi được UL là cơ quan đứng đầu thế giới approved, gọi là UL approved, có hay không? Rồi là vì sao là ghế massage lúc đầu là 10.000 mà bây giờ on sale chỉ còn 5.000 hay là 8.000, bây giờ on sale chỉ còn 4.000. Quý vị vẫn thấy trên mạng rất là nhiều nghe, YouTube, Facebook là top 5 ghế massage năm 2021, rồi top 10 ghế massage năm 2022, rồi là ghế massage 4D, 5D, 6D, tức là 3D, 4D, 5D, 6D đó thưa quý vị. Rồi chưa liên quan đến vấn đề bảo hành như thế nào, liên quan đến khoa học kỹ thuật. Nói chung nó rất là nhiều thứ liên quan đến chiếc ghế massage mà khi quý vị đang mua hoặc là chuẩn bị mua. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ giải thích từng cái chi tiết, phân tích sâu từng khía cạnh để quý vị tham khảo. Và video này mang tính chất cá nhân. Thưa quý vị, trở lại vấn đề ghế massage có được FDA approved hay không? Thưa quý vị, không có một cái FDA nào mà đi approve cho một cái ghế massage nha thưa quý vị. Cái ghế massage được list vào class 3, tức là vào cái phân loại số 3 đó thưa quý vị. Dịch ra tiếng Việt như vậy, tôi không biết có chính xác hay không. Nhưng bây giờ quý vị có tiền tỷ, tiền triệu mà quý vị biểu FDA ơi làm ơn approve cái ghế massage này cho tôi đi, thì FDA cũng không bao giờ approve cho một cái ghế massage nha thưa quý vị. Quý vị thấy trên mạng đi, là được FDA approve. Mà thưa quý vị, đúng ra là FDA listed, quý vị có quyền vào trong cái database của FDA để quý vị list cái sản phẩm của mình lên đó. Nhưng mà chỉ có list thôi, là căn cứ vào những cái specification của FDA mà quý vị list lên thôi nha. Còn cái approve là cái vấn đề là hoàn toàn khác nha thưa quý vị. Cái approve được FDA approve giống như vaccine mà được FDA chuẩn thuận đó thưa quý vị. Cái đó là một cái quá trình rất là lớn lao mà FDA không bao giờ đi chuẩn thuận cho một cái ghế massage. Quý vị đừng có nghe là ở ghế của tôi được FDA approve mà mua nha. Là không có. Rồi, bây giờ UL approve, dạ thưa không, UL listed. Có nghĩa rằng UL là cơ quan đứng đầu thế giới về an toàn sản phẩm. Tuy nhiên, người ta cũng không có dùng cái từ là UL approved nha thưa quý vị. Mà người ta dùng UL listed. Tất nhiên, đối với UL, họ kiểm tra rất là kỹ càng, rất là khắt khe vì họ là cơ quan đứng đầu thế giới về an toàn sản phẩm cho người tiêu thụ. Do đó, họ kiểm tra rất là kỹ càng. Và sau khi pass những cái requirement và những cái standard của họ đó, thì bắt đầu họ mới list trên cái database của UL đó thưa quý vị. Có cái file, UL file trên đó. Đó, thì nó khác. Chứ không có cái UL approved nha thưa quý vị. Quý vị để ý cho. Rồi bây giờ, quý vị thấy trên mạng người ta quảng cáo cái ghế massage được military approved, tức là quân đội approved. Thưa quý vị, không có một cái quân đội Hoa Kỳ nào mà đi approve cho một cái ghế massage thưa quý vị. Ghế massage của Luraco là ghế duy nhất được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, mà chúng tôi vẫn chưa bao giờ dám dùng cái từ gọi là military approved. Thế mà trên mạng nhan nhản khắp nơi cái ghế massage của người ta được military approved, tức là quân đội chuẩn thuận thưa quý vị, hoàn toàn sai. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề là quý vị vẫn thấy trên mạng rất là nhiều nghe, YouTube, Facebook là top 5 ghế massage năm 2021, rồi top 10 ghế massage năm 2022. Đó, những cái đó quý vị thấy nhiều lắm phải không ạ? Đó, ví dụ quý vị vào trong đó quý vị, úi ta, tôi mua một cái ghế trong hàng ngàn cái ghế. Những cái ghế của tôi là được nằm trong cái dàn là top 5 đấy nè. Top 5 đó, ghế massage của năm 2022 đó. Thưa quý vị, tôi nghĩ là bên cộng đồng Việt Nam tôi là cái người nói ra, còn bên Mỹ đó thì cộng đồng là người bản xứ họ nói rất là nhiều về cái vấn đề này đó thưa quý vị. Những người có tâm á, người ta có lên người ta nói trên đó là quý vị hãy cẩn thận nha.
hãy cẩn thận. Ai cũng có thể làm được cái điều đó. Quý vị biết không? Trong những cái ghế massage như vậy, họ chọn ra 5 cái bỏ trống. Xong rồi cái ghế massage mà đứng đầu trong 5 cái đó đó, top của 5 cái top đó đó thưa quý vị, là cái người thông thường nha, là cái người chủ của cái website đó đó thưa quý vị, là hoặc là cái người chủ của cái bài viết đó đó. Đó, đó ông Dr. Alan Weiner, ông có nói rất là rõ về cái, nói rất là nhiều về cái trường hợp này đó thưa quý vị. Do đó, vì không có cái tự nhiên cái không rồi chọn đâu đó ra 5 cái ghế gọi là top 5 của năm 2021-2022 gì đó. Rồi trong cái top 5 nó sẽ có một cái ghế đứng top trong đó. Cái ghế đó là của cái anh mà viết cái bài đó, hoặc là anh chủ của cái website đó thưa quý vị. Thông thường là vậy nha. Quý vị cẩn thận chứ không phải đâu. À, không phải đâu. Rồi, bây giờ cái vấn đề mà chúng tôi vừa rồi nhận được rất là nhiều điện thoại của bà con đồng hương gọi vào. Cứ hỏi là Lura cô có cái ghế 4D hay là 6D gì không thưa quý vị. Tức là 4D hoặc là 6D đó thưa quý vị. Thì vấn đề 3D, 4D, 6D tôi có phân tích rất là sâu trong một cái video, và tôi có để trong cái phần mô tả của cái video này. Tôi không nói thêm nữa. Quý vị bấm vào cái link đó thì quý vị sẽ xem tôi nói rất là kỹ nha thưa quý vị. Tóm lại, không có cái 4D, 5D, 6D gì thưa quý vị. Cái 4D á, người ta nói rằng là tốc độ của cái speed, tốc độ của cái motor đánh nhanh hay đánh chậm á. À, gọi là speed là S, chứ không phải là dimension, không phải là D. Dimension không phải kích thước hay là kích cỡ thưa quý vị. D là dimension, là chiều hướng, kích thước, kích cỡ nha. Dimension, à, chiều hướng đó. À, mà 3D tức là 3 dimension là 3 chiều, 3D nha. Nhưng bây giờ trên màn quý vị thấy không? Thấy anh này 4D, anh kia ra cái 5D. Thấy anh kia 5D, anh nọ 6D. Hỏi bây giờ hỏi cái 5D là cái gì? Cái dimension thứ 5 là gì? Là tiếng nhạc. Tiếng nhạc là music, là M thưa quý vị. Rồi có người nói là sưởi ấm là heat. Heat là H, cũng là chữ H đó thưa quý vị. Cũng nói là dimension thứ không phải, tức là leo thang. Làm cho quý vị cảm giác, ồ, oh, mấy anh mua cái ghế 3D, 3D là cũ rồi. Tôi đây mua cái ghế bây giờ là 4D, 5D. Quý vị thấy trên màn là 6D rồi. À, sắp tới sẽ có 7D, 9D và 10D rất là sớm nha thưa quý vị. Tôi nói rất là sâu trong một cái video khác. Tôi phân tích mang tính khoa học chứ không phải nói sơ sơ như thế này đâu. Quý vị xem trong cái phần mô tả nha. Rồi, bây giờ, nhan nhãn khắp nơi, quảng cáo ghế massage. Trước đây là 10.000, bây giờ còn là 5.000. Trước đây là 8.000, bây giờ còn là 4.000. Tại sao làm được như vậy? Tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Một ngày nọ có một bác đồng hương gọi vào Luraco. Thì bác nói chuyện với người sale chứ không phải nói với tôi. Nhưng xin được nói chuyện với người điều hành công ty. Thì cái người sale cho tôi nói chuyện. Thì bác kể cho tôi cái câu chuyện này. Bác nói tôi có một cái người bạn. À, cái người bạn này á, là bây giờ buồn lắm. Là như thế này. Trước đây á, là có ý định mua một cái ghế massage. Dạ. Và quý vị có biết là cứ tới cái người sale họ cứ nói anh bác phải mua ngay, mua ngay thôi, tháng sau nó lên giá. Mua ngay thôi, tháng sau nó lên giá. Thì ông kia, ông cũng nghe. Cộng thuế vô nữa cũng gần 10.000 đô. Dạ. Xong rồi quý vị có biết là như thế nào không? Cứ xúi cái bác này này, xúi ông mua đi, cho tôi đã nói rồi, cái ghế này tốt lắm mà họ nói rằng là nếu không mua là tháng sau sẽ lên giá đó. Đó, bây giờ thì ông này ông kể, tức là cái bác đã kể cho tôi nghe đó. Tôi hên quá. Tôi không biết sao tôi chưa có mua. Ông xúi tôi mà tôi không mua. Xong rồi đùng một cái, một ngày thì tôi thấy ông gọi lại cho tôi. Ông nói coi như là mày có biết không, tao bây giờ á rầu vô cùng là cái ghế mà tao mới mua là coi như mấy tháng trước á, bây giờ nó còn nửa giá. Trời ơi, thưa quý vị, 10.000 mà bây giờ còn 5.000 chứ không phải là 100 mà bây giờ còn 50 đô nha thưa quý vị. Không phải, hoặc là bây giờ 700-800 mà còn 700-600 gì đó không phải. 5.000 đô, nếu quý vị mua một cái ghế massage mà quý vị để trong gara chưa có xài nha, còn nguyên thùng nữa thưa quý vị. Tự nhiên một ngày đẹp trời 2 tháng sau đi, mở ra trên màn đã thấy bây giờ cái ghế của mình mới mua 10.000 nằm trong gara 2 tháng trước. Bây giờ chỉ còn là có 5.000 không? Đau không? Cái bác này, bác kể cho bác nói, cái ông đó đó. Ông nói rằng là khi mà ông gọi vô Luraco, ông nói với Luraco, nếu Luraco mà đồng ý quay cái video của tôi nói cho, tôi lên tôi nói cho Luraco dùng cái video đó đó, quảng bá khắp nơi đi.
Thì ông bác đó đó thưa quý vị, ông nói với tôi như vậy, tôi nói bác ơi, chú cháu đâu có làm được những cái việc như vậy. Cái chuyện đó là chuyện business của thương mại của người ta chứ. Làm sao mà tụi cháu mà đi phỏng vấn một cái người mà cứ nói cái những vậy rồi bỏ lên trên mạng là như vậy, hoàn toàn không có đúng. Thì tất nhiên cái bác mà bác gọi vô cho Luraco thì bác mua ghế của Luraco rồi. Vì bác không dám, bây giờ cái ghế kia còn 5 ngàn, ông bác kia ông nói 5 ngàn tôi đâu có dám mua chú. Tôi mua 5 ngàn lỡ sáng năm bán hết nó còn 2 ngàn rưỡi rồi tôi mất 2 ngàn rưỡi à. À tôi không mua. Cuối cùng tất nhiên cái bác này mua của Luraco rồi. À, nhưng cứ kể là cái ông bạn kia là bây giờ rầu rĩ vô cùng đó thưa quý vị. Còn nói Luraco mà muốn á, tới phỏng vấn ông đi, ông nói cho dùng cái video đó để mà post khắp nơi trên mạng xã hội đấy như vậy, nhưng mà tất nhiên chúng tôi không có làm được điều đó. Tuy nhiên trở lại cái câu chuyện vì sao mà người ta làm được như vậy, thưa quý vị, vì như thế này quý vị, giá trị đích thực của chiếc ghế đó đưa từ nước ngoài về bao nhiêu chúng ta không biết, bao nhiêu chúng ta không biết. Nhìn mẫu mã rất là đẹp, cũng sang trọng lắm, nhưng bên trong hoàn toàn khác nha thưa quý vị. Người ta đưa về một cái giá rất là rẻ, người ta đưa một cái giá gọi là Việt Nam mình gọi là thổi khống đó, đưa giá khống, nâng khống lên đó thưa quý vị, một cái giá rất là cao mà quý vị không biết được. Xong rồi để đó quảng cáo một thời gian xuống còn là 50%. Quý vị, nếu như là quý vị, tôi hỏi quý vị đi mua cái ghế mà quý vị thấy bây giờ quý vị tới hí ha hí hửng 8.000 còn 4.000 mua, ta trời ơi bà xã ơi, em ơi bây giờ là 8.000 còn 4.000 mua đi. Quý vị tưởng tượng như quý vị là cái người mới mua 8.000 2 tháng trước đó. Bây giờ quý vị nghĩ như thế nào về cái cơ sở thương mại đó hoặc là cái sản phẩm đó? No! Sản phẩm có tên tuổi quý vị như một cái áo polo, một cái chai nước hoa Chanel hoặc là một chiếc xe đi. Có bao giờ mà trước đây 30.000 hay là 50.000 mà bây giờ còn 25.000 không? Không bao giờ thưa quý vị. Một cái áo polo 100 đô bây giờ còn 50 đô không? Dạ không. Không có. Những cái hàng tên tuổi brand name, không ai đi làm cái đó. Làm như vậy mất hết lòng tin của khách hàng. Tồi cho những người mua trước đây với cái giá trên trời như vậy mà bây giờ chúng ta giảm cái drop một cái thấp xuống tầng dưới ba đầm như thế này, dưới tầng cùng như thế này, tồi cho người ta chứ. Mình đi mua đi, mình có làm được như vậy không? Mà tại sao lại làm như vậy? Ví dụ như 10.000 hay là 8.000 mà mua rồi tặng cho một cái tivi 500-700 hay tặng cho cái nệm hay tặng cho cái tủ lạnh, ví dụ như ngàn đi cũng không thì cho là được đi, phải không ạ? Hay là bớt 500-700 ngàn vì cái lý do mà quen biết hay là lý do mà tri ân khách hàng thì chúng ta cho ok đi. Thưa vì 5.000 đô, 4.000 đô thưa quý vị, a lot of money. Mà sao người ta vẫn làm được quý vị? Khi mà quý vị nghe quảng cáo như vậy nè, tôi thấy cái gì sai sai đây nghe. Tôi thấy cái gì sai sai đây nghe. Bây giờ tôi mua bây giờ nè, sang năm mấy anh bán không hết, mấy anh xuống còn một nửa giá. Thay vì 5.000 còn 2.000 nữa, thay vì 4.000 còn 2.000, mấy anh tin sao đây? Tất nhiên người ta nói không có chuyện đó đâu bác ơi. Đương nhiên phải không ạ? Cẩn thận. Khi mà đã thấy có cái trường hợp mà dao động cái thị trường cỡ đó đó thưa quý vị. Thứ nhất, câu hỏi về sản phẩm. Đặt câu hỏi sản phẩm. Thứ hai, đặt câu hỏi cho cái cơ sở thương mại mà đang bán theo kiểu đó rồi thưa quý vị. Là mấy anh làm ăn sao chứ, lỡ may mà bây giờ anh hạ giá trước đây tôi mua của anh, bây giờ anh tin sao với tôi? 4-5 ngàn đô chứ đâu phải 4-50 đô đâu mà, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, nó còn rất là nhiều cái vấn đề. Khi quý vị mua một ghế massage nói riêng hoặc là những cái sản phẩm khác nói chung, còn nói về ghế massage thì nó vô tận thưa quý vị. Có nhiều thứ trong đó lắm. Ví dụ như nói về khoa học kỹ thuật, ví dụ vậy, ghế đó có phải là tối tân hay không, rồi là có foot roller, rồi có arm roller, roller trên lòng bàn tay này nữa thưa quý vị, rồi có sưởi ấm tất cả các cái bộ phận đến cơ thể không, hay là chỉ có sưởi ấm một cái chỗ nào đó thôi. Rồi kỹ thuật kéo cơ có đưa lại cái hiệu quả cao nhất hay không, kỹ thuật rà quét cái body, cái cơ thể quý vị có chính xác hay không, có touch screen remote control giống như iPhone, iPad để mà nó dễ sử dụng nghe, lưu được cái sở thích riêng của từng người trong gia đình thưa quý vị, nó lưu được cái gọi là xây cái profile đó, nó lưu được cái sở thích của mỗi người trong gia đình, nó giữ lại để khi lần sau mình vô là mình massage, mình gọi ra massage y chang như lần vừa rồi, có hay không, phải không ạ?
Ghế của Luraco có hết tất cả những điều mà tôi mới nói. Nói được tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn Quốc. Nói được cái ghế, nó nói được rất nhiều thứ tiếng thưa quý vị. Còn quá nhiều cái mà quý vị cần phải quan tâm. Chưa nói đến là cái ghế đó có đưa đến cái hiệu quả vật lý trị liệu cao hay không. Thưa quý vị, Luraco, cái thế mạnh của chúng tôi, quý vị biết là chúng tôi đã có những cái công trình nghiên cứu cho quốc phòng Hoa Kỳ, ví dụ như hệ thống cảm ứng thông minh cho máy bay Black Hawk và Apache. Thế mạnh của em chúng tôi là về vấn đề cảm ứng. Do đó cái ghế massage Luraco nó scan rất là thông minh thưa quý vị, nó đo đạc, nó tính toán, nó biết cái chỗ nào trên cơ thể quý vị có cái huyệt gì. Quý vị lên mạng quý vị thấy đi, sau cái cột đột xương sống, cái cột xương sống của chúng ta đó, đột cột xương sống, thì đến cái khúc nào nó có cái huyệt gì, nó liên quan đến gì. Ví dụ như xuống một đoạn nó có cái huyệt liên quan đến phổi, liên quan đến tim, xuống một chút liên quan đến thận, phải không? Có, quý vị nhìn đi, tôi không có nói sai. Thì sau khi nó tính toán, nó đo đạc, nó gõ cho đúng huyệt, gõ như thế nào, gõ sâu hay gõ càn, gõ đúng huyệt hay không, đó là cái ghế của Luraco, chứ không phải gõ lung tung. Vì quý vị lên, quý vị thấy nó cứ đánh vậy, mình đi xuống mình không biết nó đánh có trúng hay không, cũng biết được. Nhưng mà ghế Luraco là ghế duy nhất có được bằng chứng khoa học từ một cái trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, đó là trường đại học Weber State University của tiểu bang Utah. Họ đo nhịp tim, đo huyết áp, đo cái độ stress của sinh viên và những cái rủi ro liên quan đến stress đó, bốn thứ nha thưa quý vị, trước khi sinh viên ngồi ghế của Luraco. Và sau khi sinh viên ngồi ghế của Luraco, họ đo lại cái đó, thấy kết quả cao thấp rõ ràng, trước là cao, sau là thấp, trước là cao, sau là thấp. Thì tôi có sang đó có phỏng vấn ông tiến sĩ Michael Obin, là ông đó giám đốc cái khoa nghiên cứu về stress, tức là căng thẳng đó, của trường đại học đó. Ông nói y như những lời tôi nói, ông rất là, mình dùng cái từ là rất là ngạc nhiên khi mà thấy cái ghế của Luraco đưa lại một cái hiệu quả rất là cao cho sinh viên như vậy đó thưa quý vị. Đó, thì cái report đó từ một cái trường đại học đánh giá như vậy, tiền bạc không mua được nha thưa quý vị. Có tiền tỷ, tiền triệu mà cái ghế không đưa là hiệu quả, cũng không đưa mua được một cái report như vậy từ một cái trường đại học đó thưa quý vị. Nó còn rất là nhiều, chưa nói đến cái vấn đề rất là quan trọng nữa quý vị có biết không? Đó là warranty và service, tức là vấn đề bảo hành và phục vụ. Khi mà quý vị mua một cái ghế nhập từ nước ngoài về á, gặp rất nhiều trở ngại về cái vấn đề mà bảo hành đó thưa quý vị. Cái ghế massage thấy vậy đó thưa quý vị, chiếc xe hơi có cái gì nó có cái đó, đa thường gần như vậy luôn á thưa quý vị. Nó có motor, xe hơi có motor, nó có motor, xe hơi có dây beo, nó có dây beo, xe hơi có da, nó có da, xe hơi có sắt, nó có sắt, xe hơi có động cơ chạy lên chạy xuống, đây là cái roller đấm bóp, nó cũng chạy lên chạy xuống. Xe hơi có bốn bánh, xe chạy trên đường thì nó cũng có bốn cái bánh, nó lăn trên lưng của quý vị. Nói chung nó có cái bộ phận điều khiển nữa thưa quý vị. Đó, nó thì xe cũng có bộ phận điều khiển, quý vị muốn làm cái gì, mở cái radio, mở tiếng nhạc là gì thì coi như nó cũng vậy thôi. Nói chung thấy vậy đó, nhưng mà nó rất là nhiều thứ nó dính vô trọng đó thưa quý vị. Thì đưa cái ghế từ nước ngoài về, cái manufacturer là nhà sản xuất đó nằm ở đâu, tên tuổi như thế nào, quý vị cũng không biết. Một ngày nào họ có sang tên đổi chủ hay không, hay là cái model mà quý vị mới mua hôm nay biết đâu sang năm họ discontinue, có nghĩa là họ không sản xuất nữa, chúng ta cũng không biết. Cái khó khăn vô cùng. Tôi có một cái, quý vị lên quý vị đánh cái video của cái ông Dr. Alan Weiner đó thưa quý vị. Ông là cũng là rất là, ông chuyên viên về ghế massage. Ông có nói đó, ông nói là cái ghế nó thê thảm là thưa quý vị, kéo lui, kéo tới, kéo ra, kéo vào, cuối cùng đem giục luôn á, thưa quý vị. Cái đó là vì sao? Là vì những cái nơi, những cái người đem về bán á, người ta rất giỏi về bán, đồng ý là như thế. Nhưng ai là cái sản xuất ở đâu, đồ phạt như thế nào, cái ma đồ đó trên thị trường bao lâu, chúng ta hoàn toàn mù tịt cho thưa quý vị. Luraco là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Chúng tôi có đồ part service cho quý vị cùng ngày cùng giờ. Quý vị bóc phone lên gọi thì có chúng tôi trả lời cùng ngày cùng giờ. Có đồ part để mà cái service cái ghế cho quý vị. Vì quý vị có biết không? Tôi cam đoan quý vị 100%, không sớm thì muộn, tùy theo quý vị dùng nhiều hay ít thôi. Một ngày nào
cái dây beo, dây cura đó thưa quý vị, nó mòn, nó cũng kêu, nó cũng đứt. Một ngày nào cái ổ bi nó khô dầu nó cũng kêu, một ngày nào cái motor nó cũng trục trặc, một ngày nào cái hệ thống đấm bóp chạy lên chạy xuống khô dầu khô mỡ nó cũng kêu tục tục tặc tặc, nó kêu rất là khó chịu thưa quý vị. Một ngày nào cái đồ điện tử nó cũng hư, giống cái điện thoại của quý vị thôi, giống cái laptop thôi thưa quý vị, giống bất cứ cái gì. Chiếc xe chúng ta một thời gian cũng phải đem đi thay dầu thay nhớt phải không ạ? Mòn bánh xe, bánh xe chạy mòn phải đi thay, ví dụ vậy. Thì cái này nó cũng vậy thôi, đơn giản, không sớm thì muộn. Tùy theo quý vị dùng nhiều hết, một ngày cũng cần đến service. Khi mà 5-7 năm sau, khi mà quý vị 2-3 năm, 4-5 năm đó, ví dụ vậy đi, quý vị cần đến đồ phạt để mà sửa chiếc ghế đó đó, có hay không? Câu hỏi lớn nha, cho bây giờ mua thì chưa có, bây giờ đang trong thời kỳ hứng khởi để mua cái ghế về tối tân nhất rồi, tốt nhất toàn cầu là gì đó, thưa quý vị, đưa lên tầng mây xanh. Quý vị đem một cái về, nhưng đến khi đùng chuyển rồi cái đó mới biết thưa quý vị. Tôi nghe rất là nhiều, mắt tôi thấy cũng rất là nhiều, chứng kiến rất là nhiều trường hợp bố con kéo ghế ra ngoài đường là vì mới mua có hơn năm thôi, bây giờ đã hư rồi. Thưa quý vị, tôi có một cái câu chuyện, nhiều câu chuyện lắm. Ở đây chúng tôi nhiều câu chuyện lắm thưa quý vị, nhiều lắm. Nhưng mà một cái người hàng xóm luôn á, quen biết luôn, câu chuyện thưa quý vị, bố con đem kéo cái ghế ra ngoài hỏi sao nó đem cái ghế của tôi đi qua cả hơn cả tháng trời trả lại tới lấy keo dán, hệ thống đấm bóp mà bị gãy mà lấy keo dán, vừa hơn một tháng trả lại tôi lên ngồi cái phạt ấy, lần này tôi quyết định tôi mở ra tôi coi cái gì, thấy lấy keo dán là xong rồi, vì đồ phạt đâu mà thấy thưa quý vị. Thưa quý vị, nó còn rất là nhiều thứ trong này, nhiều thứ lắm. Quý vị khi mua một cái ghế cân nhắc cho kỹ lưỡng, vì tất nhiên ai bán ghế massage cũng nói ghế của mình tốt nhất, đó là đương nhiên. Quý vị bán ghế massage, quý vị cũng nói ghế của quý vị là tốt nhất phải không ạ? Tôi nói cũng chưa chắc quý vị đã tin, nhưng khi mua một cái ghế massage, quý vị đặt lên trên cái bàn cân, đặt hết tất cả các cái chức năng, so sánh các chức năng nghe thưa quý vị, ghế này có cái gì, ghế này có cái gì, ghế này có những cái bằng chứng, những cái nhân chứng sống, những người nói về cái ghế này đó, có được dùng vào các đài công ty hay không, các trường đại học hay không, các căn cứ quân sự của Mỹ hay không, các bệnh viện cựu quân nhân hay không. Đó, nếu mà nhìn chữ nhìn như vậy thôi là quý vị biết cái ghế của Luraco của chúng tôi như thế nào rồi, phải không ạ? Đó, chứ còn bây giờ tôi nói 1000 lời cũng không bằng quý vị nhìn những cái video đó phải không ạ? Đặt lên bàn cân hết rồi bắt đầu mình mới quyết định thưa quý vị. Rồi ví dụ như quý vị biết là cái ghế số 9 của Luraco á, là massage theo hình cánh bướm. Cái này là gọi là Butterfly Technology mà Luraco phát minh ra như thưa quý vị. Không có trên thị trường, không có. Chúng tôi đã được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng phát minh rồi nha. Đó, Butterfly Technology. Rồi vấn đề mà kéo cơ theo dạng Split L-Track á, chúng tôi cũng được chính phủ Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế. Là vì cái này hoàn toàn mới nha thưa quý vị. Hoàn toàn mới, chưa có. Chúng tôi luôn luôn đi đầu tiên phong trong cái lĩnh vực sáng chế. Ví dụ Luraco là công ty đầu tiên đưa kỹ thuật màn hình cảm ứng phẳng vào kỹ nghệ ghế massage. Do đó chúng tôi cũng được chính phủ Hoa Kỳ cấp hai bằng sáng chế. Giống như trước đây Apple là công ty đầu tiên ứng dụng kỹ thuật màn hình cảm ứng phẳng vào điện thoại, vào kỹ nghệ điện thoại, làm cho chiếc điện thoại trở nên thông minh và dễ sử dụng. Và quý vị cũng biết là Apple có một số bằng phát minh cho cái vấn đề ứng dụng đó phải không ạ? Đó, quý vị chúng ta ai cũng biết như vậy đó. Thì Luraco cũng vậy. Quý vị đừng có nghe cái công ty này là có trên thị trường 100 năm, công ty kia có trên thị trường 6-70 năm. Thưa quý vị, 100 năm, 6-70 năm đôi khi cũng chưa phải là quan trọng lắm. Quan trọng là công ty đó có những cái phát minh hay không thôi. Quý vị thấy, khi mà Apple bước vào cái kỹ nghệ điện thoại, thì Nokia và Motorola là hai đại ca lớn phải không ạ? Trong cái ngành điện thoại, phải không? Apple là con cháu thôi. Nhưng khi Apple bước vào kỹ nghệ điện thoại, quý vị thấy không, bây giờ Nokia và Motorola, Ericsson, Philips, tất cả Sony rồi nữa, tất cả dạt ra hết, LG rồi dạt ra hết, quý vị thấy không? Mà bây giờ xong rồi, Nokia với Motorola ngồi hồi đó là world leader mobile phone trước khi Apple bước vào cái kỹ nghệ điện thoại. Chúng tôi Luraco không có một cái chiều dài về cái vấn đề là chế tạo ghế massage. Tuy nhiên, chúng tôi có rất là nhiều bằng sáng chế thay đổi cái kỹ nghệ của ghế massage luôn thưa quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và chúc quý vị chọn cho mình được một cái ghế tốt nhất, hiệu quả nhất, xứng đáng nhất cho gia đình của mình. Xin cảm ơn quý vị.